cũng như là đó, 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 đó. Cậu ơi, dừng lạ nữa. Đặt cái lóc mà vô cái vô. Cái gì đây? Cậu ơi, ôi ôi ôi. Lắm con lươn này rồi. Có mọi quặng rồi. Nó nhổng cái lời gì nên là nguy hiểm lắm mọi người. Đó. Xin chào tất cả mọi người nha. Mình đã kề đó mọi người. Thì đầu video mình cũng xin chúc mọi người xem clip dở qua thật nhiều sức khỏe nha. Mình cũng cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và đồng hành video mình trong thời gian qua nha mọi người. Thì hôm nay tới chuyến đi thăm lợn cá nữa nha mọi người. Hôm bữa giờ là 4 bữa rồi. Bữa nay 4 bữa mới đi thăm được. Bởi giờ mất công chuyện nên không có đi được mọi người. Thì hôm nay mình đi với người em mình nữa, thằng Kha ở phía sau nè. Nó ngồi giữ sườn cho mình lên trên mấy tràm mình thăm nha mọi người. Cài dìm đặt sâu trong mấy tràm không chứ không có đặt ở ngoài kinh được. Ở dưới kinh đây thì đặt nói chung là không còn mọi người. Cài gì mấy dân người ta đi xịt nhiều lắm. Bởi vì mình đột nhập trong mấy cái mương cỏ phía trong tràm nè. Ở mấy mương cỏ gì thì những người đi xịt ta xịt không được mình đặt mấy có nha mọi người. Rồi bữa nay mình trang bị thêm cái khăn này để mình che mấy mũi bớt cắn mà vô tràm này mũi dữ lắm mũi luôn. Giờ này cũng chưa nắng à, 9 mấy 10 giờ trưa đó. Mình chủ yếu mình đi trưa chút xíu cho đỡ mũi chứ đi sáng sớm mũi cắn chịu không nổi mọi người. Nhiều người thôi mình đi làm clip bỏ cá vô làm clip này kia, mọi người ai có nhu cầu đi giao lưu với mình bữa cho biết nha mọi người. Để thôi mới mình xạo này kia nè, nhiều lúc mình đăng trên Facebook đó mọi người thì nhiều bạn bình luận khó nghe lắm. À, bởi vì không đi không biết người mua mốt mấy người đó đi với mình bữa thì cho biết khi người ta chứ để ở nhà bình luận không cũng không biết gì hết nha mọi người. Bắt đầu lên đây mình đi thăm nha mọi người. Mời mọi người đi thăm cùng mình nha. Rồi vô khu vực nằm có hai cái người mà hai cái là bữa giờ thăm chỉ dính được hai cái sạch dần, tới giờ chỉ dính được con cái lóc nào luôn. Cái lóc nó dậy chưa thấy luôn, không hiểu luôn. Đi lúc tiêu vậy rồi, 4 bữa không đi cái cỏ nó lấp luôn. Đó, 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 cậu ơi, dừng lạ nữa, đặt cái lóc mà vô cái vô, xàm, cái đầu tiên bán hàng vô cái vô đây mọi người, trời ơi, trời, cái vô bị cục khách ngạnh nữa, mọi người để ý cái mương gì mà có cái vô nè, nó cạn queo mọi người chứ đâu có sâu đâu, tháng này nước cạn queo hả, được hai cái sặc nữa. Lần đầu tiên trong đời đặt lời dính con cái dầu mọi người. Bữa đi chung với anh Trường, giao lưu với anh Trường bên Hậu Giang á, thì dính con cái dầu đếm chết. Cả ngày mình lần đầu tiên mình đi thăm lợn cái dầu nè. Này cái dầu thường mình mọi người. Thôi hãy dầm bắt dầm tiếp tục nha mọi người. Trời ơi đúng chưa. Nói chung trời nắng là thăm con cái đỡ mũi cắn nhưng mà mệt mọi người. Đúng lắm. Lợi hỏi gì trâu vậy. Dạ cái lợi nữa rồi. Đây gì đó đặt với khách nhớ rồi, mới đặt dần cho dữ vô. Trời ơi cách sạch không, rồi giờ đặt lại như vậy. Cái này hôm bữa như dính cái lắc lắc cũng vững lắm rồi, nhắn đi sao đó lắc hết trơn rồi. Có gì đây không biết. Trời ơi, mọi người ơi. Trời ơi, gọi vô vậy. Dữ lắm con lươn này rồi. Cùng cửa hẳm dính trong khá lắm trong này. Được đi luôn. Này dính con lươn này hết có biết rồi. Mọi người. Trời ơi. Này mà. Không cầm vô cái tay mới thấy là con lươn không. Lươn con chàm con không thấy. Chà bá lửa mà đẹp lắm mọi người. Trời ơi, nãy chán lắm này. Mọi người cho mát vậy đó. Con lươn là khoảng nửa ký cái xiềng luôn mọi người, sợ hơn nửa ký nữa. Ôi đã nè, bữa nay mình không có đem cái căn kia mình trang cho người xem được. Rồi có gì nhà mình đổ thành quả căn cho người xem để biết. Biết rồi, mấy cái mương này đúng rồi. Cái này mà có trúng lươn đặt một cái mấy cái mương này thì thôi thôi dữ lắm luôn mọi người. Mà có cái là mình chưa có gần gì trúng lươn. Mình đang thiết kế có lập cua mặt đặt cua mà bắt lươn quá mà không biết sao. Tới nữa mình làm xong mình đi thử cái test thử cái sao mọi người. Dữ lắm con lươn này. Mình cầm đây nè. Ôi. Cầm người chim ngưỡng hóa ngồi nha mọi người. Mình không dám bắt ra người bắt ra ngoài là nó tót như con bữa hổm là đi luôn á. Cày xung quanh là mương nước rồi. Vô trong rừng chào là thấy bị trang gì mà mũi nó cắn á. Cái này nó còn cắn nổi nữa. Cái lời này hôm bữa dính cá lóc ở đây mọi người.
dễ. Trời ơi, anh em ơi, đóng cá sặc luôn, hết tuyết rồi, cá sặc không. Đó, cực khổ gì rồi. Nhiều bạn mình đăng trên Facebook nha mọi người, trang hôm nay mình Facebook cũng kèo lóc luôn. Nhiều bạn vô bình luận thôi, mình bỏ cá vô làm clip xạo đi lừa gạt người ta, xạo này xạo kia. Mình cộng ông mấy người đó đi chung giao lưu với mình một bữa cho biết, vô đây cho biết mệt với mũi cắn với người ta để thôi mình nói mình xạo. Thôi, giờ đỏ ra tiếp tục đi thăm tiếp nha mọi người. Cái khu vực này mà mưa xuống một cái thì ngon lắm mọi người, trúng luôn á. Không có mưa nước cạn quá, nó yếu chạy, cá ít đi. Mưa xuống cá đi dữ lắm. Ôi, vô được con lóc nè. Thôi đi yên vuông trời. Ngon con lóc đầu tay. Nãy giờ thăm cũng đâu khoảng 9 cái lời mọi người. Cái này cá thứ 10 thì vậy nè. Được con lươn với con cá giò với con cá lóc này. Rồi còn nhiều những cái sạch không mình cũng ít quay lại nữa. Ý giời, dãy. Cái này bắt ra ngoài nó dãy một cái rồi đi luôn. Con tài hơi khó làm mọi người thông cảm nha. Rồi giờ tiếp tục nha mọi người. Cái này là hôm bữa mình mới xuống luôn rồi. Không, cái này không tử được chim luôn rồi. Cái mà dưới xuống không tử được chim nó nhìn chim ít dính. Phải hơi bữa hết sao rồi. Thấy con cua nằm là trời. Rồi hai con cua luôn. Và nó cha có kẹp không? Hai con cua bá luôn. Rồi để em bắt giam xử lý nó mọi người, coi cái lại lại có kẹp nữa. Đây là một cái. Dạ. Có không? Ôi, cắt lát. Quá trời, cái hơm nó dơ mọi người. Cái hơm nó dơ gì nè. Cái lóc chạy yếu lắm. Dơ cái mưa nè. Cạn quá với cỏ bọng nó bọn nhiều nè. Cạn quá các bạn á. Nó đóng rong. Cái hơm ai có lóc chảy quá, là mưa xuống chảy mặt nha. Mưa xuống nước lớn là nó không có gông nhiều. Rồi, mưa tới luôn mọi người ơi. Cái khu vực này khu vực mới của mình đặt nè. Mới xuống bữa luôn, hôm nay thăm tử đầu tiên luôn. Cũng ở đâu chín 10 cái vậy mọi người. Thấy cái lợi nhỏng mình ta. Ở khó mọi người quặn quặn rồi. Cái nhỏng cái lợi gì nên là nguy hiểm lắm mọi người. Đó. Đồ tàu. Ai chặt cái lóc thì quá đã. Ôi đã mọi người. Còn chi mà nó nhẫn cái lợi lên hiểu rồi. Đúng rồi, mấy cái đó là mới có hiệu quả rồi mọi người. Nãy giờ thăm mấy cái bên cạnh kia là cái cạnh mình thôi. Mình xuống là cũng lâu rồi nên thăm nó hơi yếu. Giờ hy vọng cái cạnh bên đây mọi người kiếm mấy cá mơi dịu dưới Hậu Giang đem về dưới cho ba mình ăn này. À, cặp cái lóc cái này không có cây rút ra mình không có con người câu được á, chắc đổ ra luôn rồi. Cá lóc nè, hai con cỡ một luôn, là tầm khoảng 300 gram á, con này tầm khoảng 300 mấy gram nè, con này bự hơn nè, hết biết không. Nay dính hơi yếu mà nhưng bây giờ hy vọng cái luồng mới này kiếm dài con cá lóc gì mọi người, là thấy nhõng nhõng mà vui rồi. Hy vọng đặt lại tiếp tục nha. Cái đây mọi người đặt tới này. Ui mẹ. Ôi, được một con lóc nhỏ nữa. Trời, nó làm mình đóng gông hết trơn. Khu vực này lục bình không hả? Lên luôn á hả? Rồi, giờ để em tiếp tục nha mọi người. Mệt. Ui, nhắm cái lò lên thì kìa mọi người. Ở đây có cục cỏ gì nữa mà nó hồi xa cục cỏ. Cục cỏ mà nằm sát bờ ngay tới luôn. Có mà nhổng lên đây. Đó. Có liền cái lọc. Nhổng là lên là hút rồi. Lấp rồi đá luôn. Này cũng 200 mấy 300 gram á. Để lên đây bắt mình nghĩ thấy. Nó mệt. Đó. Dãy rồi. Đổ ra đây luôn đi. Đâu có chạy được trên bờ mà. 200 mấy 300 gram. Đó. Rồi cho vô bị tiếp tục nha. Quá trời lắm mọi người thấy rồi. Đen thui chân này. Đó quá trời. Còn đâu 3 cái, 5 cái, 8 cái nữa. Mà chưa chân đen nữa. Còn luôn.
Trời ơi, bảy cái vậy gì trời. Ôi, ba cái vui làm hết biết chứ không cái vậy. Mọi người ơi, đã chưa? Nó vô một bảy cái là vui làm ba con cái vậy. Ồ, cái này không có cái cây đũa ra để bắt ra được nữa. Ồ, về chưa? Đã chưa người? Rồi để em bắt cà xiết để mưa tới mọi người đi thăm tiếp nữa mọi người. Tranh thủ mưa, không mưa thì còn quay được, còn mưa là bó tay nha mọi người. Anh em về tới nhà víu chân mọi người, teo quá trời. Bắt mưa tự bển diễn tay mưa quá trời lớn luôn. Mấy cái cuối mình không quay được cho người xem luôn. Nói chung mấy cái cuối thì dính được có con ếch với mấy cá nhỏ nhỏ mình cũng không có quay lại người xem luôn. Thành rõ mình nè, lươn dưới ếch để không bị nè. Đây là cái cá lóc, cái này chung thì dính này hơi bị thấp mọi người. Rồi để mình quay lại mình đổ cá mọi người coi thành quả mình được nhiêu nha. Rồi, đây là thành quả của mình hôm nay được nhiêu đây nè mọi người. Đó. Nói chung bữa nay thì dính hơi yếu mà do nước cạn quá, dưới lợn nó bị nhõng lên trời không à, cạn quá lúa hôm trời. Còn đây mới cái sạch đó, cái sạch này để hồi mình ủ mình đặt hết, nhưng mà bữa nay do trời mưa kiểu này mình không ủ nhưng mà bỏ tủ lạnh, ngày mai đặt sau. Chiều nay tính đặt hết nữa nhưng mà thấy trời mưa này đặt không im người, trời gì mưa lâm râm như vậy đặt mệt lắm, mời nắng đỡ mình đặt. Còn cái này thì thành quả thì được như đây đó. Có con đường này ngon nhất nè, con đường này hồi nãy mình đón là tầm hơn 1 kg, đang hồi mình căng cho mình xem. Bữa nay nó chung không có lóc bự rồi, bữa thăm còn được có lóc 600-700 g, bữa nay tầm khoảng 300-400 g rồi, không được bự, chính hơi yếu, có được mấy cái gùi nó mập nè. Đưa đầm, nó nù hả, hấp đã, mấy cá trong chàm nó nù nè, tháng này nước đang lên, nó cá không đang mập. Cá lóc này tầm khoảng 400 g rồi, mình căng thử nha. 400 g thiệt luôn, mình đón không xê xích luôn á. Cái này chắc nhẹ hơn rồi, cái này chắc khoảng 300 mấy à, 350 g. Bữa nay nói chung thì con này tầm khoảng 200 g đây, căng thử luôn đó, gần 300 g. Rồi căng luôn này cho người xem nha. Cái thành quả bữa nay là cái này là quá đã mọi người, con lươn này hết biết rồi. Đúng là bên chạm đó mình bắt biết nhiều con lươn bự mọi người, có con này là khủng nhất nè. Mình im nha, mình im cho mọi người xem cái. Ôi, còn một chút xíu mới 600 g nè mọi người, 500 mấy g. Mình đón sơ sức không có nhiều hết trơn, đã hết biết. Còn ôi nó đã mọi người ơi, mọi người để mình quay thẳng cảnh cho mọi người xem cái bụng thế này. Cái vàng cỡ này nè, trên lưng mọi người nó có đường sọc ngang nè, vàng vàng nè, mình đã lắm. Trời ơi, ngon lạnh, như đây thì nói chung thì cũng tạm ổn mọi người, hấp biết nhiều cũng ngon mọi người. Nãy giờ mình bỏ vô bị vải nhớt nó khô nhớt luôn nè, cái bụng nè khoảng này nè. Ôi đã chưa, hết biết rồi xuống vui quá trời mọi người ơi. Nghe mình bây giờ nó lạnh nó yếu hết trơn rồi, giờ nó chạy lên nhà tắm thay đồ trước rồi. Còn đây mình quay mình để mình tổng kết cho mọi người xem cái mình chốt video cho mọi người. Đó, thành quả thì được như đây, mình có con lươn này ngon nhất nè. Hấp biết lươn nè. Nó bự mọi người, công nhận nó bự luôn mọi người. Đó, đã chưa? Hết biết, gần 600 g mọi người. Quá trời. Cái khu vực bên đường tràm bên đó mọi người, lươn còn nhiều lắm. Bữa giờ bắt cũng được đâu cũng nhiều lươn bự lắm mọi người. Nói chung thì thành quả này được như là cũng không trúng gì mấy nha mọi người, khắc à. Thì video tới đây mình xin tạm dừng tại đây nha mọi người. Thì cuối video mình cũng xin chúc người xem rất dẻo và thật đẹp đã nha. Mọi người thấy thích video mình á, mọi người bấm like và chia sẻ ủng hộ mình mọi người. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người video sau nha. Bye mọi người.